Rồi anh sẽ hướng dẫn các bạn câu hình rất đơn giản, static loop. Thì R1 nối với R2 này là mấy mạng? Hai mạng, đúng không? R1 có hai mạng kết nối trực tiếp, R2 kết nối với hai mạng trực tiếp. Từ cái loopback của router R1 đến loopback của router R2 thì router R1 phải cần phải khai báo thủ công một tuyến đường đến cái loopback này đẩy qua R2. Và R2 phải khai báo tuyến đường thủ công đến cái loopback này đẩy qua R1. Em hiểu chưa? Để những bước một em phải đặt địa chỉ IP để R1 có hai mạng cố tật đã, R2 có hai mạng cố tật đã, hiểu chưa? Và cụ thể sao? Cho tôi R1. Đúng không? Loopback mà. Loopback phải đặt là 10.1.1 chứ. Đừng bạn nào đặt là 10.1.0 không được đâu nhá. Loopback là phải là địa chỉ host, em hiểu chưa? Rất nhiều bạn đặt là 10.1.1.0 đấy không phải địa chỉ host, đấy là địa chỉ mạng. Và địa chỉ host là interface loopback đại diện cho cái địa chỉ mạng đó. Để chúng ta test. Rồi. Interface loopback hiện cổng lên. Interface S0.0. Bật cổng lên, vào phải bật cổng luôn. Chỉ có loopback không phải bật thôi. Rồi, IP address bao nhiêu? 10.1 chấm bao nhiêu? 12. Rồi. Cho tôi R2. IP bao nhiêu? Hiểu chưa? 12.2 đúng không? Được chưa? Rồi. Loopback 0 là bao nhiêu? IP address là bao nhiêu? 10.1 chấm mấy? 2.1 đúng không? Được chưa? Kiểm tra hay sau? N mới kiểm tra được. Show IP interface bridge. Rất nhiều cổng đúng không? Rất nhiều cổng này đúng không? Tôi mới chỉ muốn hiển thị những cái cổng nó up thôi. Đánh lệnh gì em? Show IP interface bridge. Include ống lệnh up. Hiểu chưa? Nó chỉ lọc ra trích xuất những dòng nào có cái từ khóa up thôi. Hai dòng chưa? Được chưa? Hiểu không? Rồi, để kiểm tra có bao nhiêu mạng sâu thì IP root. Có hai mạng kết nối trực tiếp chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? R1 có hai mạng kết nối trực tiếp chưa? Ở R2 sao? Sâu gì? IP interface INT. Ôi nhiều này là sâu IP interface bridge. Include T. Được chưa? Show IP loop. Show ở bên ngoài đúng không? Hai mạng kết nối trực tiếp chưa? Rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là phải định tuyến từ R1 đến cái loopback kia. Ok chưa? Rồi trên router R1 lấy lệnh gì? IP loop. Đúng không? 10.1 chấm mấy? 2.0. Sao đó mang? 10.1 chấm mấy hốt đúng không? Hỏi chấm này, đây là giá trị AD mà các bạn không đánh thì thôi. Đấy chưa? AD không đánh là 1, được chưa? Rồi. Show IP root. Có chữ S chưa? Đến mạng 2 chưa? Bây giờ gói tin mà gửi đến 10.1.2 có gửi được đi không? Có gửi được đi không? Em? Được quá chứ, đây coi chứ bản tuyến nó đẩy đến đâu? 12.2. ID bằng 1 chưa? Matrix bằng 0 chưa? Nay hốt chưa? Vì nó định tuyến tích nhưng không có phần thời gian. Nhớ nhá. Ok không ạ? Từ R1 đã định tuyến đến loopback này rồi. Từ R2, bây giờ từ R1, từ loopback này mà đến loopback này thì R2 phải định tuyến làm sao? Ngược lại, hai chiều. Định tuyến là phải hai chiều nhá. Cho từ R2 IP root. Bây giờ 10.1.1.0 sao ra mạng, nhớ nhá. Lúc định tuyến ấy, là em phải định tuyến đến địa chỉ mạng, em hiểu chưa? Có lúc đặt địa chỉ IP ấy, là em đặt địa chỉ IP là địa chỉ host. Nhớ nhá. Nhớ nhá. Để ra định tuyến là phải định tuyến cả địa chỉ mạng. Và cái sao ra mạng này nó phải giống nhá. Xe 24, đây là địa chỉ mạng này. Thì nó sẽ chém 24 bit đầu, nhớ chưa? Và 8 bit bằng 0. Next hop là bao nhiêu? 10.1 chấm bao nhiêu? Chấm bao nhiêu? 12.1. Rồi. Show IP root. Có chữ S chưa?
Vậy tôi kiểm tra bằng cách là tôi binh, binh từ cái loop back bên này sang loop back bên này, em hiểu chưa? Binh làm nào từ loop back bên này sang loop back bên này, binh 10.1.2.1, hiểu chưa? Thêm từ tùy chọn là sort. Là gì? Binh bằng cái địa chỉ nguồn nào? Nếu em không thêm từ khóa này thì địa chỉ nguồn của bản tin ACMP là địa chỉ của cổng 0.0, hiểu chưa? Nếu mà binh như vậy mà địa chỉ nguồn của cổng 0.0 thì nó lại không cần định tuyến lại cái loop back này nữa. Tại vì nó địa chỉ nguồn này tự động trực tiếp là 2 rồi. Và binh thuộc bao nhiêu 10.1.1.1 được chưa, hoặc là thuộc đánh L0 cũng được chưa, binh enter rồi nó binh với địa chỉ này, 5 dấu chấm than là tin mừng rồi, là thành công, được chưa? Còn 5 dấu chấm không là vứt, thằng nào mà nó chạy chậm ấy là vứt. Đây này, successful 100%, 100%, yeah. Thời gian đã đi trở về với tin này, hiểu chưa? Như vậy đã thành công và chúng ta làm quen với khái niệm này, binh và con 5 dấu chấm than là ok, hiểu chưa? Vậy đây, đây từ R2 binh ngược lại được không? Binh thì 2 chiều rồi, R1 binh được, R2 chắc chắn binh được. Ok chưa? Hiểu chưa? Đấy, vậy anh hướng dẫn các bạn cấu hình static loop giữa hai mạng rất đơn giản thôi. Được chưa? Nếu các bạn hôm trước chỉ học định đặt IP bình thường thôi, không thông với nhau đâu. Bây giờ phải định tuyến. Thì bài định tuyến đơn giản nhất là khai báo định tuyến tích. Được chưa? Ok không nhỉ? Rồi.